Mến chào tất cả các bạn cùng đến với kênh Y Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Marco chương 3 từ câu 31 tới 35 của ngày thứ ba thuộc tuần lễ thứ ba mùa thường niên và bài suy niệm sau đây. Khi ấy mẹ Chúa Giêsu và anh em người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bây giờ có đám đông ngồi chung quanh người và họ trình với người rằng: Kìa mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Người trả lời rằng: Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh người nói: Đây là mẹ ta và anh em ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Các bạn thân mến, đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn vừa tinh tế vừa sinh động trong sự liên hệ gia đình của Chúa Giêsu từ Nazareth đến Capernaum. Đoạn Tin Mừng hôm nay tường thuật lại như sau: có đám đông đang tụ họp ở bên ngoài nơi Đức Giêsu đang giảng dạy. Bỗng có kẻ đã báo cho Đức Giêsu hay biết là đứng ở ngoài đó đang có mẹ và anh em thầy đang muốn tìm thầy. Tin Mừng Thánh Marco chương 3 câu 31. Khi hay tin như vậy, chẳng những Chúa Giêsu không ra gặp mẹ của Ngài mà Ngài còn nói: Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Chính những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ ta và là anh em ta. Thưa các bạn, thoạt nghe qua những lời nói này của Chúa Giêsu có thể làm cho nhiều người ngạc nhiên và dễ hiểu lầm về thái độ phản ứng của Đức Giêsu. Có vẻ như từ khi Đức Giêsu lớn lên đi vào đời sống hoạt động công khai với dân chúng thì sự liên hệ với gia đình của Ngài có vẻ ít được Ngài quan tâm hơn. Thực ra thưa các bạn, Đức Giêsu không coi thường sự liên hệ với gia đình ruột thịt, nhưng Ngài cho thấy Ngài còn có một gia đình lớn hơn nhiều, đó là một gia đình cùng muốn thi hành ý Thiên Chúa trong cuộc sống. Ngài vẫn gián tiếp nuôi dưỡng sự liên hệ mật thiết với gia đình, và Ngài lấy làm hãnh diện vì có mẹ Ngài là người hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa. Như thế Đức Giêsu đặt mối dây liên hệ với gia đình của Ngài dựa trên nền tảng đức tin, sự trung thành. Và chính trong sự liên hệ thiêng liêng chặt chẽ này, không có một ai và không có một điều gì có thể làm rạn nứt được. Sở dĩ Đức Giêsu rời xa quê cha đất tổ, xa làng xóm cũng như cha mẹ, anh em thân yêu của Ngài là để thi hành nhiệm vụ cao cả hơn mà Ngài đã được Thiên Chúa trao phó cho, thi hành trọn vẹn những gì mà Thiên Chúa Cha mong muốn là hãy đi khắp muôn dân loan truyền nước Thiên Chúa đã gần đến. Hay nói một cách khác, thay vì bận tâm vào sự liên hệ gia đình theo nghĩa trần thế, Chúa Giêsu lại có một cái nhìn siêu nhiên hơn. Như khi nhìn vào những người vây quanh mình, Ngài đã nói với họ: Đây là mẹ tôi và anh em tôi. Thế ai làm theo ý muốn của cha ta thì người đó là anh chị em và là mẹ tôi. Điều mà Đức Giêsu muốn quan tâm ở đây không chỉ với những người ngồi chung quanh lắng nghe Ngài, mà còn đối với tất cả những ai muốn có một sự liên hệ mật thiết với Ngài. Liên hệ với Ngài chính là thực thi ý muốn của Thiên Chúa Cha. Khi thực thi ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở nên có họ hàng với Đức Giêsu. Chúng ta vui sướng hạnh diện vì được thuộc về gia đình có người mẹ là Đức Maria, suốt đời trung tín sống theo ý Chúa. Nằm trong ý nghĩa đó, thánh Augustino đã có những nhận xét sau đây: Việc làm mẹ về mặt thể xác sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với Đức Maria. Nếu trước khi cưu mang con của mình,
Maria không nói lời xin vâng và sẵn sàng thi hành trọn vẹn những gì mà Thiên Thần Chúa truyền dạy. Và rồi từ đó, Đức Maria luôn sống liên hệ mật thiết, chặt chẽ với từng bước chân của con mình. Sau hết, chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa giúp cho chúng ta biết luôn tìm thánh ý Chúa và làm theo ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, trong cách sống cũng như trong lối suy nghĩ. Để nhờ đó và qua đó, chúng ta được trở nên giống Chúa và trở thành là anh chị em của Chúa. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có được một ngày mới được tràn đầy an vui.